Theo clip của một xe ô tô có camera hành trình cho thấy, chiếc xe máy do cô gái áo đỏ điều khiển đang lưu thông trên đường. Khi đi xe máy tới sát chiếc ô tô 24 chỗ đang trả khách bên đường, đã va chạm với đuôi xe ô tô này. Sau cú va chạm, cô gái ngã nhào ra đường ngay trước đầu chiếc xe có camera hành trình. Thật may mắn, tài xế điều khiển xe ô tô có camera hành trình kịp thời phanh xe dừng lại. Một số bình luận của cư dân mạng: cô gái này quá may mắn khi ngã trước đầu chiếc xe có hệ thống phanh ABS, chứ nếu phải xe tải thì không biết có chuyện gì xảy ra. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải xử lý cả tài xế xe 24 chỗ kia. Dừng đỗ bắt khách là sai, lại còn không có đèn tín hiệu.